thích những địa điểm tuyệt đẹp đem lại sự ảo giác cho bạn. Devily. Có thể bạn sẽ cho rằng đây là một bức tranh sơn dầu của một danh họa nào đó, nhưng không phải. Đây chính là sườn cây ở khu đất sét trắng Devily, gần hồ muối nổi tiếng Sossusvlei Valley ở Namibia, nằm bên trong công viên quốc gia Namib Nam Club. Devily được đọc gần giống Death Valley, nghĩa là thung lũng chết chóc. Nhưng thực ra, đây không phải một thung lũng. Devily nghĩa là đầm lầy chết. Đây là một chảo đất sét trắng, nằm gần chảo muối Sossusvlei Valley. Trong khu vực này, rải rác hàng trăm cây keo chết khô. Loài cây từng phát triển mạnh vào thời điểm nước sông Sossusvlei ngập tràn vùng đất khoảng 900 năm trước. Dòng sông bắt đầu chuyển hướng khiến Death Valley trở nên khô cằn. Trải qua năm tháng, cây cối chết khô bị ánh nắng mặt trời nhuộm đen như những bộ xương trơ trọi trên nền cát. Do Death Valley có rất nhiều cây bụi gai vẫn chưa bị phân hủy bởi vì nhiệt độ quá nóng ở nơi đây. Death Valley được bao phủ bởi những đụn cát cao nhất thế giới. Đụn cát cao nhất lên tới 300-400 mét, nằm trên một thềm sa thạch. Chính hiện tượng này là điều kiện thuận lợi để hình thành cảnh quan độc đáo nơi đây. Death Valley đẹp nhất vào lúc sáng tinh mơ, khi đó ánh mặt trời buổi sớm chiếu rọi cùng cát đỏ, điểm xuyết các loại cỏ màu trắng. Còn tầng màu trắng của chảo đất sét, ánh lên sắc xanh phản chiếu từ bầu trời cao rộng bên trên. Điều này đã tạo nên một bức tranh tương phản cực kỳ ấn tượng. Có lẽ cũng vì thế nên rất nhiều nhiếp ảnh gia sẵn sàng vượt qua một cuộc hành trình khó khăn, gian khổ để tới Death Valley ghi lại những bức hình chân thật sống động. Cánh đồng muối ở Bolivia. Đây là cánh đồng muối Sal de Uyuni ở Bolivia, cánh đồng muối lớn nhất thế giới, là nơi hoàn hảo cho những ai thích chụp ảnh nghệ thuật ảo giác. Với diện tích rộng lớn, bạn dường như sẽ không thấy đường giới hạn của cánh đồng muối này. Nhờ vậy, khách du lịch có thể tha hồ tạo ra những bức ảnh thú vị nhờ vào luật phối cảnh xa gần và hiện tượng phản quang. Không chỉ đặc biệt ở cảnh quan, do vị trí địa lý nên vật liệu xây dựng rất khó chuyển tới Sal de Uyuni. Vậy nên, người dân địa phương đã tạo nên những viên gạch từ các khối muối và xây nên những khách sạn bằng vật liệu này. Nơi đây như một tấm gương soi khổng lồ của bầu trời, nên trời xanh, mây trắng và khung cảnh thiên nhiên được phản chiếu xuống tấm gương thiên nhiên, tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo mà lại chân thật, sống động đến từng chi tiết. Ban ngày là trời xanh, mây trắng và cảnh hoàng hôn đầy thu hút, còn ban đêm bạn sẽ được ngắm một bầu trời đầy sao và thật ảo diệu khi nó còn được phản chiếu xuống. Không chỉ đến đây du lịch chụp hình, một số đội xe đua còn đến đây để chạy thay vì đến trường đua đấy, bạn biết không? Sau khi xem video này, thay vì bảo đứa bạn nhạt nhẽo của mình đi biển, thì hãy gửi nó thẳng đến Sal de Uyuni nhé. Hay cũng có thể đưa nó đến biển chết, một nơi đầy nắng gió và còn rất nhiều muối mà mình đã từng đề cập trong một video khác. Thác nước Hurstel. Đây là công viên quốc gia Yosemite, nằm trên dãy núi Sierra Nevada của California và là một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ. Đây là nơi có địa hình nguy hiểm và phức tạp với những ngọn núi cao và vực sâu, tạo nên những thác nước hùng vĩ tuyệt đẹp ở thung lũng Yosemite. Với thác Assembly là thác cao thứ 5 trên trái đất. Nhưng thác nước nổi bật so với phần còn lại được gọi là thác Hurstel, nhưng được biết đến nhiều hơn với cái tên thác lửa. Cảnh tượng tuyệt vời nhất ở đây xảy ra vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 2. Khi mặt trời chiếu xuống thác nước Hurstel ở một góc độ nhất định, bạn sẽ cảm giác như đang đứng trước một dòng chảy núi lửa vậy. Nếu thời tiết đẹp, bạn có thể chiêm ngưỡng dòng thác màu cam rực rỡ đang chảy xuống từ những vách đá. Mặc dù thác Hurstel có thể nhìn thấy từ nhiều góc nhìn ở thung lũng Yosemite, nhưng vẫn phải có đủ những yếu tố thời tiết phù hợp. Nếu điều kiện không hoàn hảo, thác sẽ không chảy nếu lượng tuyết không đủ, hoặc nhiệt độ không đủ ấm để làm tan tuyết. Từ đó sẽ không đủ nước để chảy xuống thác, do lượng nước chảy ở thác là của lượng băng tuyết trên đỉnh núi tan ra. Mặt khác, bầu trời phía Tây phải quang đãng vào lúc hoàng hôn. Nếu trời quá nhiều mây, tia nắng mặt trời sẽ bị chặn lại và không thể xuyên qua thác khi mặt trời lặn. Khi mặt trời xuống sâu đường chân trời, mọi thứ sẽ bắt đầu tối và bạn đã thất bại trong chuyến săn ảnh này. Nếu điều kiện hoàn hảo, thì dòng thác lửa tuyệt đẹp này sẽ xảy ra trong khoảng 10 phút trước khi mặt trời lặn xuống. Trải nghiệm siêu nhiên Fireball được đặt tên từ một sự kiện diễn ra vào mùa hè, bắt đầu vào năm 1872 và kéo dài gần một thế kỷ. Tại đó, những cục than hồng nóng rực cháy tràn từ đỉnh Glacier Point.
xuống thung lũng cách đó 3.000 feet. Từ khoảng cách xa, nhìn lên nó xuất hiện ánh sáng rực rỡ như một dòng thác lửa. Sự kiện này kết thúc vào tháng 1 năm 1968, khi ban quản lý công viên quốc gia cho rằng đây là một nguy cơ hỏa hoạn và phải dừng lại sự kiện này, dù nó được rất nhiều người yêu thích. Khi cuộc cách mạng nhiếp ảnh kỹ thuật số và sự phát triển của Internet, thác lửa trở nên nổi tiếng toàn cầu thông qua những hình ảnh ấn tượng được chia sẻ. Hàng năm vào những ngày cuối tháng 2, từ khắp nơi trên thế giới, nhiếp ảnh gia và những du khách sẽ đến thăm thung lũng Yosemite với hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi về hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. The Wave, bạn có thấy hình ảnh này quen không? Địa điểm này là một trong những hình nền trên Windows 7 đấy. Nhưng bạn có từng thắc mắc rằng đây là đâu không? Mô hình đá nhấp nhô độc đáo này được đặt tên là The Wave, những gợn sóng với những tảng đá với những hình dạng gợn sóng tạo nên hiện tượng ảo ảnh thú vị và làm tăng tính nghệ thuật cho khung cảnh. The Wave thực sự là điểm đến lý tưởng không chỉ của những vị khách du lịch mà còn đặc biệt thu hút sự tò mò khám phá của các nhiếp ảnh gia. Đây là vùng sa thạch độc nhất trên thế giới, được hình thành từ đá sơ hình, nằm ẩn mình trong sa mạc Arizona của nước Mỹ. Kỳ quan này bắt đầu hình thành từ hơn 2 triệu năm trước. Nước và gió làm xói mòn đá đã tạo nên những đường vân tuyệt đẹp và để lộ ra lớp cát được thổi qua vùng này từ thời kỳ Jura. Đây là điểm đến mơ ước của các nhà leo núi và nhiếp ảnh gia. Các lớp trầm tích tạo nên những hỗn hợp màu sắc độc đáo trên các phiến đá khổng lồ, hình thành hình ảnh cầu vồng tam sắc rực rỡ với màu vàng nhạt, hồng và đỏ. Quan cảnh các làn sóng tạo ra những ảo giác khác nhau, chúng như theo sự chuyển động của thời gian trong ngày. Theo đánh giá của các nhà chụp ảnh chuyên nghiệp, thời gian để ghi lại các khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày là vào khoảng giữa buổi trưa khi mặt trời lên cao, có ít bóng râm che phủ. Buổi sáng sớm và chiều muộn cũng mang lại những hiệu ứng ấn tượng cho bức ảnh. Đặc biệt, sau những cơn mưa bão, trên bề mặt đá sẽ hình thành rất nhiều hồ nước nhỏ, tạo nên khung cảnh với những nét lấp lóe kỳ ảo. Để đến được The Wave và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của kỳ quan thiên nhiên độc đáo này, bạn cần đi bộ khoảng 5 km từ nơi gửi xe đến đây. Đặc biệt, du khách khi đến đây tham quan phải có giấy cấp phép của khu vực này và cần trả phí cho ban quản lý nơi đây. Hiện nay, do bề mặt đá ở The Wave mềm và dễ vỡ, nên mỗi ngày, chính quyền sở tại chỉ cho phép khoảng 20 khách ghé đến tham quan. Họ sẽ chia khách thành 2 đợt, mỗi đợt 10 người và không được phép cắm trại tại The Wave. Hiện tượng ảo ảnh Fata Morgana, một thành phố trên không trung, hay một con tàu lơ lửng trên không giữa biển, hoặc có khi là cả một hòn đảo. Đây là hiện tượng Fata Morgana. Hiện tượng Fata Morgana được tạo ra do ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua lớp không khí ấm hơn so với bề mặt dưới của nó. Lúc này, không khí bốc lên cao, có nhiệt độ thấp hơn luồng không khí phía dưới, đồng nghĩa với việc mật độ không khí hai khu vực này sẽ khác nhau. Khi ánh sáng chạm phải khu vực giao thoa giữa hai vùng nhiệt độ, ánh sáng sẽ bị bẻ cong theo các góc độ khác nhau. Trong khi đó, não bộ của chúng ta luôn giả định rằng ánh sáng sẽ di chuyển theo đường thẳng. Vì thế nên khi ánh sáng bị bẻ cong, chạm vào vật rồi phản xạ lại mắt, chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy vật thể hiện ra tại khu vực giao thoa nhiệt độ. Dù thực tế vật thể đang ở một khu vực khác, khi hiện tượng này xảy ra sẽ tạo ra các hiệu ứng, bao gồm một số hình ảnh ngược, thẳng đứng, xếp chồng lên nhau. Fata Morgana xuất hiện dưới những vật thể bị biến dạng, tạo cảm giác như chúng đang trôi trên đường chân trời. Đây là một trong những hiện tượng ảo ảnh quang học trong thiên nhiên, thường được bắt gặp tại sa mạc hoặc trên biển. Hiện tượng ảo ảnh hồ nước trên sa mạc. Trái với Fata Morgana, hiện tượng ảo ảnh hồ nước trên sa mạc được tạo ra khi không khí gần biển hoặc gần bề mặt trái đất ấm hơn nhiều so với lớp không khí phía trên nó, vì lớp không khí trên cao mát hơn, có mật độ đặc hơn nên có chiết xuất cao hơn. Sự chênh lệch chiết xuất khiến ánh sáng bị bẻ cong. Càng gần mặt đất, góc tới của tia sáng càng tăng khi nó vượt quá giá trị giới hạn góc khúc xạ, làm ánh sáng hướng lên trên và truyền tới mắt. Nhưng mắt chúng ta lại có hướng nhìn theo đường thẳng. Kết quả là chúng ta nhìn thấy ảnh phản chiếu của bầu trời trên mặt đất, tạo ra ảnh giống như vũng nước. Nhiều người khi đi trên sa mạc vắng vẻ hoang vu, bỗng nhiên thấy phía trước mặt xuất hiện một hồ nước trong veo. Mặt hồ lung linh gần sóng, hai bên hồ có cây cỏ tốt tươi, có người, nhà cửa. Nhưng khi đi đến gần thì chẳng thấy gì cả. Đường ướt khi trời nắng, bạn có bao giờ ảo giác rằng có nước trên đường vào những ngày nắng nóng chưa?
Đây là một ví dụ khác của hiện tượng ảo ảnh hồ nước trên sa mạc. Vào những ngày nắng nóng, di chuyển trên đường, mọi người thường nhìn thấy như có vũng nước hoặc bóng của vật thể ở phía trước, nhưng đến gần thì không phải. Thời điểm đó, mặt đường, nhất là đường nhựa, hấp thụ ánh sáng mặt trời mạnh nên rất nóng. Giống như cát trên sa mạc, mặt đường giữ nhiệt và làm ấm không khí ngay phía trên nó. Não bộ của chúng ta sẽ nhận thức nhầm hình ảnh phản chiếu của đám mây trên trời là nước trên mặt đất khi phản xạ ánh sáng. Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy viết suy nghĩ của mình bên dưới nhé!